sau khi làm chủ được các thao tác gọi là tạo tài liệu và thêm bớt, dịch chuyển, xóa trang, thì chúng ta sẽ giới thiệu tiếp tới một vài cái thao tác khác, đó là thiết lập lại cái môi trường cho cái tài liệu của chúng ta. Lúc này thì chúng ta sẽ vào menu layout, và thay vì vào page thì chúng ta sẽ vào margin and column. Khi chúng ta chọn margin and column thì nó sẽ mở ra một hộp thoại có cùng tên. Trong này các bạn lại gặp lại những cái tham số mà chúng ta đã từng thiết lập lúc mà chúng ta create trang, đúng không? Thì nó có hai trường, một là margin và hai là column. Các bạn sẽ lại gặp lại top, bottom, inside, outside và column cộng với cái tham số gutter. Cái này để làm gì? Trong một trường hợp nào đó mà các bạn muốn thiết lập lại cái tham số cho cái trang, chừa lấy ít, chừa lấy nhiều, thì lúc đó các bạn sẽ thiết lập ở đây. Nhưng tuy nhiên, các bạn nhớ là những cái thiết lập này thì nó sẽ chỉ dành cho cái trang mà các bạn đang chọn thôi, chứ nó không phải là dành cho toàn bộ quyển. Đây, bây giờ chúng ta xem này. Bây giờ tôi lui lại, không phải là 30 ở trên top nữa, mà tôi để 20 đây chẳng hạn. Thì cái trang này nó sẽ làm sao nhỉ? Nó sẽ dịch về như thế này. Đấy. Bây giờ tôi thiết lập thành ra 3 cột này. 1 cột này, 2 cột này, 3 cột này. Đấy. Cái gutter này tôi có thể điều chỉnh là giữa các cột này rộng hay hẹp. Ví dụ tôi cho lên thành 5mm chẳng hạn, thì chúng ta cũng sẽ nhìn thấy ngay là cái này như thế nào. Sau đó các bạn nhấp OK thì nó sẽ thiết lập lại cái tham số. Tuy nhiên nếu như chúng ta so sánh với các trang khác, đây các bạn quan sát, các trang khác nó vẫn ở cái dạng là một cột và nó vẫn là chừa lề phía trên này là 30. Chỉ có cái cặp trang vừa rồi chúng ta đang chọn thì nó mới chuyển đổi sang thành như thế ạ, chừa lề trên 20 và chia thành 3 cột. Thế nếu mà bây giờ tôi muốn là thay đổi toàn bộ cái quyển này thì lúc này tôi không phải là chọn ở trang nữa. Các bạn lưu ý là chúng ta có hai khu vực. Một khu vực là diễn giải các cái trang hiện có ở đây, và một khu vực nữa ở trên này là nó chứa trang master. Muốn mà can thiệp vào toàn bộ cái trang thì chúng ta phải can thiệp vào trang master, hay là chúng ta gọi là trang mẫu. Để can thiệp vào trang master thì chúng ta nhấp đúp vào cái trang master này, thì nó bắt đầu cho phép chúng ta truy nhập vào trang master. Trang master cũng phân biệt ra trang trái và trang phải. Nếu muốn mà thiết lập cho cả trang trái cả trang phải thì chúng ta lại giữ shift, chúng ta chọn cả hai trang này, điểm sáng cả hai trang này lên, và lúc đấy chúng ta mới vào layout, mới vào margin and column, và lúc đấy thiết lập lại. Ví dụ bây giờ thiết lập lại là 20, 3 cột đúng không, cộng thêm là gutter này là 5. Đấy, lúc đấy nhấp OK thì bây giờ các bạn truy cập vào bất kỳ trang con nào nó cũng sẽ được thiết lập lại như thế. Thế thì ở đây chúng ta sẽ làm quen thêm mấy khái niệm. Một là chúng ta dịch chuyển tới các trang con hay là trang master như thế nào, dịch chuyển ở đâu, dịch chuyển bằng những cách nào. Thứ hai là áp dụng những cái sự thay đổi vào trang được chỉ định hay là cho toàn bộ cái tài liệu. Đó. Về dịch chuyển trang thì các bạn nhìn thấy có mấy cách như sau. Dịch chuyển là dịch chuyển, không phải là dịch chuyển trang từ chỗ nọ sang chỗ kia, hay là chúng ta tới một trang nào đó để chúng ta làm việc. Đó, như thế chính xác hơn. Đó. Thì các bạn nhìn thấy cửa sổ page này mở ra thì nó sẽ liệt kê toàn bộ các trang hiện có trong tài liệu, và muốn tới trang nào thì các bạn kéo gì dịch ở đây và các bạn bấm đúp vào cái trang đó. Khi các bạn bấm đúp vào trang đó thì nó sẽ nhảy tới cái trang đó, cho phép chúng ta làm việc với trang đó. Đấy là chúng ta làm việc với cái panel page. Cách thứ hai là các bạn nhìn xuống dưới đáy của cái chương trình này, nằm ở gần lề phải này, thì nó có một cái khu vực tôi đang chọn vào đây. Và các bạn sẽ thấy là hiện chúng ta đang ở trang nào thì nó sẽ hiện luôn cái trang đó ở trong cái ô này. Và bằng cách là bôi đen, sau đó thì các bạn gõ một con số vào đây, hoặc các bạn có thể bấm sổ vào mũi tên này để các bạn thấy được cái số lượng trang hiện có của trang, của cái tài liệu này. Và các bạn muốn đến trang nào thì các bạn bấm vào trang đó, nó sẽ lập tức nhảy về đúng cái trang mà chúng ta yêu cầu.
Và chúng ta còn một cách nữa là gì đây ạ? Vào layout. Đây mới là cách gọi là mang tính chính tắc này, là lệnh này, layout đó. Và chúng ta chọn cái lệnh là go to page hoặc là phím tắt là Ctrl G, nó sẽ mở ra cái hộp thoại là go to page. Các bạn muốn tới trang nào, các bạn điền số hoặc là sổ giấy sách ra, các bạn chọn cái trang các bạn muốn. Ví dụ tôi muốn đến trang 15, chọn 15, nhấp OK, nó sẽ nhảy đến đúng trang 15 cho chúng ta. Thế còn truy cập vào master thì đây, ở trong hộp thoại page thì các bạn bấm đúp vào cái master các bạn cần. Thế còn ở dưới này thì các bạn bấm vào gì đây ạ? Cái A master ở đây. Thế còn trong cái lệnh thì Ctrl G thì trong cái danh sách này các bạn sổ ra, các bạn cũng sẽ tìm thấy A master nằm ở cuối này. Thế đấy là ba đường khác nhau để các bạn có thể truy cập tới một trang nào đó mà các bạn cần, hoặc là trang con ở trong tài liệu, hoặc là trang master. Thế thì bây giờ đề cập tới master thì vừa rồi chúng ta cũng đã thấy cái vai trò của master rồi, đó là định dạng chung cho các tài liệu. Thế ngoài định dạng chung đấy thì trang master nó còn giúp chúng ta làm cái gì nữa? Thì vai trò của master nó rất là phong phú, nó có thể giải quyết nhiều chuyện. Trong đó, ngoài cái việc là format định dạng chung cho tài liệu ra thì trang master còn giúp chúng ta giải quyết các vấn đề gì đấy? Những cái gì mà mang tính chất lặp đi lặp lại xuất hiện ở tất cả các trang thì chúng ta sẽ làm việc ở trên trang master. Ví dụ trong một cái quyển gì đó hay là một cái tờ gì đó mà nhiều trang, có những cái gì mà chúng ta sẽ thấy nó lặp đi lặp lại nhỉ? Tên sách này, đúng không? Tên tác giả này, tên chương này, tên nhà xuất bản này. Ví dụ đấy là những cái thứ mà chúng ta sẽ thấy rằng là nó lặp đi lặp lại. Hoặc trong một vài trường hợp thấy một cái logo, một cái dấu hiệu gì đó, đó. Hoặc là số trang cũng là cái thứ mà chúng ta sẽ thấy xuất hiện ở xuyên suốt các trang đấy. Hoặc là một cái phần trang trí, một cái mảnh màu gì đó, sau đó trên đấy người ta sẽ để các chữ nghĩa. Ví dụ như là ở trong một quyển báo hay là trong một tạp chí thì chúng ta sẽ thấy có các chuyên mục, đúng không? Chuyên mục tin trong nước này, tin nước ngoài này, tin kinh tế này, tin văn hóa, tin thể thao, tin giải trí, ví dụ như thế. Thế thì thường là nó sẽ đặt ở đâu đó ở trong các trang và nó sẽ có một cái mảnh màu hay một cái họa tiết trang trí gì đó để phân biệt các chuyên mục với nhau. Thì những cái đó khi mà chúng ta làm thì chúng ta sẽ đặt nó ở trong trang master. Để tất cả những trang nào liên quan tới cái mục đó thì sẽ chịu chung một cái master và nó sẽ nằm chung quy củ với nhau. Tôi ví dụ như sau. Chẳng hạn như tôi làm một quyển sách giáo khoa, đó, một quyển sách hướng dẫn gì đó. Thế thì bây giờ ví dụ như là tôi tạo một cái quyển gọi là hướng dẫn sử dụng InDesign chẳng hạn. Ok, vậy thì bây giờ tôi sẽ truy cập vào trang master. Ở trong trang master này, ví dụ tôi đặt một cái mảng màu đã. Ví dụ này. Đó. Tôi tô cho nó một màu gì đó. Đấy, tôi tô màu gì đó. Sau đó tôi đặt một cái chữ lên đây. Bây giờ tôi đặt một cái chữ một chút thì bây giờ tôi cũng phải nói thêm luôn, đó là quy tắc làm việc chung của tất cả những cái chương trình mà làm layout thì tất cả mọi thứ xuất hiện ở trong tài liệu đều được đặt ở trong một cái hộp chứa gì đó, chữ cũng đặt trong hộp chứa, ảnh cũng đặt trong hộp chứa và hình minh họa cũng đặt trong hộp chứa. Thế bây giờ tôi muốn làm text thì tôi phải vẽ ra một hộp chứa text đã. Thì chúng ta sẽ vẽ bằng công cụ nhập text này. Sau khi vẽ xong thì tôi sẽ nhập nội dung vào đây. Ví dụ tôi sẽ gõ tên cái này là giáo trình hướng dẫn sử dụng InDesign chẳng hạn. Sau đó thì tôi hiệu chỉnh lại độ rộng, độ cao, phông chữ các thứ. Ví dụ thế này,
Đây là tên của quyển sách, được chưa? Bây giờ tôi mới đặt nó vào đây. Và tôi hiệu chỉnh lại một chút cái phần mảnh màu này. Như vậy đến đây là tôi đã làm xong cái phần mà nó sẽ xuất hiện liên tục ở trong cái quyển sách, đúng không? Bây giờ thêm một cái nữa ở bên này, trang này tôi đặt tác giả chẳng hạn. Ok, tôi lại vẽ làm hộp text khác, ví dụ đặt tên vào đây. Đấy, chẳng hạn như thế này. Thế bây giờ chúng ta vừa mới thao tác ở trong trong master, đúng không? Bây giờ chúng ta quay trở về trang con xem có đúng là nó sẽ xuất hiện ở tất cả các trang con như thế không. Đây, ví dụ đây là trang 3, góc trên thì có tên tác giả, đúng không? Góc ở trang 2 thì tên của quyển sách là gì đây? Giáo trình hướng dẫn sử dụng InDesign. Bây giờ tôi xuống trang 4 cũng thấy thế, trang 6 cũng thấy thế. Nếu mà sang trang 7 là trang phải và trang lẻ thì chúng ta lại thấy tên gì đây? Tên tác giả nó nằm ở góc này. Có nghĩa là những cái thành phần nào mà mang tính lặp đi lặp lại xuyên suốt thì thay vì việc là làm cứ phải thủ công ở các cái trang con thì chúng ta chỉ cần một lần đặt duy nhất ở trong trang chủ, lập tức nó sẽ ánh xạ lên tất cả các trang con mà liên quan, là chúng ta chỉ làm một lần thôi. Ok, thế đến đây là chúng ta biết thêm một chút là cái trang chủ là chúng ta cần làm như thế. Nhưng bây giờ lại quay trở lại cái vấn đề là gì nhỉ? Nếu mà bây giờ thay vì việc là chỉ ghi này thôi, tôi ghi một cách khác đi một tí nhé. Gọi là bây giờ mình sẽ dùng một cái từ nó là hướng dẫn giáo trình InDesign đi. InDesign. Rồi, bây giờ phiên bản ghi rõ ràng luôn cho nó máu là CC 2015 đi. 2015. Rồi, bây giờ lại thêm một cái nữa là gì đây nhỉ? Chương 1, chương 2 để phân biệt ra là chương mấy nhá. Đấy, ví dụ gạch ngang một cái, chương 1. Ví dụ thế. Ok. Thôi, để chữ đi cho trông nó dễ đọc. Thế bây giờ cái master này ghi là chương 1 thì chỉ có dùng cho chương 1 thôi, đúng không? Đến lúc mà chương 2 thì không thể dùng như này nữa. Tại vì nếu mà nội dung là chương 2 mà trên ghi là chương 1 thì nó thành buồn cười. Vậy thì bây giờ mình làm thế nào để đánh dấu cho những cái chương 2? Mà thôi, nên để cái màu để tí nữa chúng ta nhìn cho nó dễ nhỉ. Này, nên để tí màu đi. Đây nhá, màu đỏ đỏ này là chương 1 nhé. Bây giờ tôi làm xong rồi. Bây giờ tôi chèn vào đây, tôi chèn vào đây thêm các đến trang 15 này coi như là xong chương 1 nhé. Bây giờ tôi sẽ ở trang 15 này, tôi sẽ chèn thêm 10 trang nữa thuộc về chương 2. Thì 10 trang này. Đấy. Thế nhưng bây giờ các bạn nhìn thấy ở đây nó chỉ có một cái A master thôi, là A master dành cho chương 1. Thế bây giờ làm thế nào để mà chúng ta có thể là chèn cho nó thành ra 10 trang này thuộc về chương 2? Chúng ta có hai cách, một là thiết lập cái master mới đã, rồi chúng ta mới chèn trang, rồi tôi mới chỉ định cho nó là theo master nào, hoặc không thì cứ chơi theo master A đi cũng được. Ok, xong. Bây giờ tất cả đều nhận diện là chương 1 cả. Nhưng sau đó thì chúng ta mới xử lý tiếp là gì đây ạ? Vào trong master A. Ở đây, chuột phải này. Các bạn quan sát kỹ nhá. Chúng ta sẽ chọn lệnh duplicate master split A master. Thì lập tức nó sẽ phát triển ra thành master B. Về mặt bản chất thì nó là duplicate từ thằng master A ra thôi, cho nên là câu chữ rồi tất cả mọi thứ nó vẫn là thuộc về chương 1, đúng không? Nhưng bây giờ tôi sẽ sửa chữa lại. Tôi ghi là chương 2. Màu tôi đổi sang màu khác cho nó dễ nhận ra nhé. Màu xanh đi. Ok. Thế bây giờ có chương 2 với lại cái master B rồi. Thì bây giờ làm thế nào để cho chúng ta có thể là
áp dụng nó cho các cái trang mới đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Đến trang 15 này vẫn là gì đây ạ? Master A với chương 1. Bây giờ tôi xuống tới trang 16. Định nghĩa vừa nãy của chúng ta nói là sau trang 15 sẽ là chương 2. Thế nhưng mà tất cả các trang này bây giờ chúng ta mở ra thì vẫn đều là chương 1. Tại vì lúc đầu ấy, chúng ta dùng Master A cho nó. Vậy thì bây giờ làm thế nào để chúng ta áp dụng cái Master B cho những cái trang mà chúng ta mong muốn? Thì chúng ta sẽ làm như sau. Sổ danh sách làm thủ công nhé. Thì tôi có thể làm như thế này. Tôi kéo cái master này nhá. Tôi kéo master này, tôi thả vào cái cặp trang nào thì nó sẽ nằm vào trang đó. Thì lúc đó các bạn sẽ thấy là gì đây nhỉ? Cái dấu hiệu B xuất hiện thay thế cho dấu hiệu A, đúng không? Đây. Thả vào đây. Vậy lập tức thằng này sẽ nhận được một cái yêu cầu là bây giờ mày thuộc về nhóm B chứ không phải nhóm A nữa, và nó sẽ nhận diện cái thằng B. Tuy nhiên cách này thì làm rất là thủ công, mất rất nhiều thời giờ. Thì tôi sẽ làm như sau. Bấm vào biểu tượng ở góc này. Sau đó tôi mới chọn cái lệnh là apply master to page. Bấm vào đây. Chúng ta sẽ mở ra một hộp thoại là apply master. Trong đó nó cho phép chúng ta chọn lựa, nhưng mà thực ra thì chúng ta có 3 cái, đúng không? 5 này, A master và B master. Vì chúng ta vừa thao tác gần nhất với master B cho nên là nó cũng nhận diện luôn là áp dụng master B. Còn nếu không thì chúng ta có thể lựa chọn nếu như cái master B này không đúng ý của chúng ta. Và sau đó thì nó hỏi là to page nào, đúng không? Thì bây giờ tôi chỉ việc là chọn gì đây nhỉ? Vừa nãy chúng ta nói là đến trang 15 là hết A, đúng không? Vậy thì tôi chỉ cần ghi là 16 gạch ngang, tức là từ 16 đổ đi thì thuộc về địa hạt của thằng Master B. Chúng ta nhấp OK. Và bây giờ chúng ta xem. Đấy, tất cả các trang sau cái trang 16 là bây giờ đều thuộc về Master B, là với cái tiêu đề ở trên màu xanh. Cũng tương tự như thế, nếu như sau này các bạn làm thêm các chương khác hoặc là các mục khác thì cứ làm từ cái Master A mà ra, đúng không? Nhân bản nó lên, thay đổi những cái gì cần thay đổi, ví dụ nội dung chữ, ví dụ như là màu mè trang trí. Sau đó thì các bạn ra lệnh apply nó cho những cái trang liên quan, lập tức nó sẽ nhận diện và nó quản lý theo cái master mới. Và đấy là cái cách mà chúng ta sẽ làm việc với master, để chúng ta format nó theo những cái master riêng khác nhau, phục vụ cho những mục tiêu riêng khác nhau. Thì đến đây chúng ta biết sơ bộ một chút về cái master và cái cách truy cập, cách tạo mới, cách áp dụng master cho các trang con được chỉ định. Và tiến tới là chúng ta sẽ làm việc với lại cái khái niệm mới là bắt đầu đưa tài nguyên bên ngoài vào trong InDesign như thế nào. Nhưng mà trước hết là các bạn hãy dành vài phút làm quen với các thao tác chỉnh sửa và tạo master, áp dụng master trước thì đã. Không còn thắc mắc gì nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu vào cái công việc là đưa tài nguyên vào trong InDesign. Đó là đưa text, đó là đưa ảnh, đó là đưa hình minh họa.